Trung tâm Miu xin chào anh em nhá. Miu đang có mặt tại thị trấn Nam Sách, đang ở một quán bia, ba bia đỉnh cao ở tại thị trấn Nam Sách. Anh em nhá. Anh em nào mà đi uống bia muốn nghe nhạc thì ăn uống ở đây quá ok luôn. Dơ ly, dơ giang 1993, lẩu khay, đồ nướng nhá anh em nhá. Thì đây là một cái mã thiết kế ba bia ngoài trời của ông chủ Nam đây. Anh em nào mà đến với khu vực thị trấn Nam Sách mà uống bia nghe nhạc thì quá ok luôn đấy. Thì tôi đang lắp hệ thống âm thanh kết hợp với ánh sáng này. Hệ thống âm thanh thì sử dụng tất cả là hãng JBL xịn sò hết. Đang trong giai đoạn thi công, đang lắp đặt cả ánh sáng đây. Ánh sáng sử dụng tổng 10 con đèn led, 4 quả bem to. Đang thi công, đóng thanh huyền như đang lắp ráp đây. Anh em sẽ được thưởng thức nhạc DJ vào các tối thứ bảy cuối tuần. Thứ bảy là anh em sẽ được đánh nhạc DJ ở đây. Nghe nhạc, đây sân khấu lắp ở vị trí này. Bánh rực rỡ luôn mùa này đấy. Là tất cả hàng nguyên khối đập hộp hết, đỉnh cao của Mỹ anh em nhá. Thương hiệu bia Sài Gòn, dẻo quá chất luôn. Với không gian ba bia này thì sẽ là ăn uống vào cả ngày luôn đấy anh em nhá. Còn buổi tối thì sẽ đánh nhạc cho anh em giới trẻ nghe. Thì dự kiến khai trương ở ngày 26, hôm nay là 23 rồi, còn 3 hôm nữa. Bác nào mà đến đây thưởng thức vào ngày 26 đến 10 ngày đầu tiên thì sẽ giảm giá là 20% anh em nhá. Địa chỉ tại thị trấn Nam Sách anh nhá. Lát thì mình sẽ ghim địa chỉ để anh em nào mà khu vực Nam Sách đến đây uống ba bia buổi chiều nghe nhạc sướng luôn anh em nhá. DJ chân dài nhảy nhót các kiểu. Ok. Mai bắt đầu mình lên nhạc được, vì bây giờ đừng bừa bộn liên quan đến các thợ, từ cơ khí đến thợ mái chưa hoàn thiện. Ok. Không gian rộng khoảng 200 vuông. Ok. Đây địa chỉ nhé. Chỗ này được cái là địa điểm mà đỗ xe rất thoải mái, quá ok. Không gian quán bia đây quá đẹp luôn anh em nhá.